Nguyễn và Tú Trinh xin được chào tất cả quý vị đến với sản phẩm tiếp theo trên VTV Honda Home Shopping. Thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại và bận rộn thì thường người ta sẽ có xu hướng là lựa chọn những cái vật dụng thông minh đó Tú Trinh, để có thể hỗ trợ cho những người trong công việc mà chăm sóc gia đình nè, trong công việc nội trợ nè, mà chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm được công sức nữa. Thì ngày hôm nay như Nguyễn và Tú Trinh sẽ mang đến cho quý vị sản phẩm là nồi hầm chậm đến từ thương hiệu Happy, để giúp cho chúng ta có thể nấu được nhiều món ăn thơm ngon, từ những món hầm, món cháo, món chè hay là cả món súp nữa, mà thời gian của mình thì sẽ được tiết kiệm rất nhiều, công sức thì cũng sẽ được giảm đi, và bên cạnh đó thì chúng ta lại tiết kiệm được cả chi phí nữa đó quý vị ạ. Chính xác thưa quý vị, và khi mà chúng ta quan sát thấy là với chiếc nồi hầm chậm của thương hiệu Happy ngày hôm nay, quý vị thấy rằng là thiết kế rất là nhỏ gọn đúng không ạ? Vừa đẹp mắt và sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ với một nút vặn duy nhất mà thôi. Có hai chế độ điều chỉnh là nấu với chế độ là high hoặc là low quý vị nha. Ngoài ra sau khi thực phẩm của chúng ta đã chín rồi đó như Nguyễn à, sẽ tự động là chuyển sang chế độ giữ ấm luôn, với dung tích là 2 lít và công suất chỉ là 160W mà thôi. Rất là tiết kiệm điện quý vị nha. Với nồi hầm chậm của thương hiệu Happy, từ nay quý vị có thể là thoải mái thực hiện được nhiều những cái món hầm nè, đảm bảo chất dinh dưỡng và phục vụ cho rất là nhiều những thành viên trong gia đình của mình luôn, từ những người lớn tuổi, các chị em phụ nữ, những người xuyên làm việc căng thẳng kéo dài, trẻ nhỏ của nhà mình, hoặc là những người vừa mới ốm dậy và cần phải có những món ăn giúp cho mình phục hồi sức khỏe quý vị nha. Và ngày hôm nay khi mà quý vị chúng ta sở hữu ngay chiếc nồi hầm chậm đến từ thương hiệu Happy, mức giá sẽ rất là ưu đãi dành đến cho mỗi gia đình, và mức giá này Trinh và Như Nguyễn nghĩ rằng là quý vị dễ dàng sở hữu ngay cùng với chúng tôi đấy ạ. Có ngay nồi hầm chậm của thương hiệu Happy, bảo hành 12 tháng trên toàn quốc quý vị nha, được giao sản phẩm về tận nhà cho mình luôn và miễn phí giao hàng trên cả nước. Ngoài ra mình sẽ được nhận ngay đến 4 quà tặng bao gồm bộ 2 thau inox và thêm 2 rổ inox nữa. Đúng rồi đó quý vị ạ, đó là quà tặng của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy là không chỉ là có một chiếc nồi để nấu những cái món ăn ngon cho gia đình đâu, mà chúng ta sẽ còn có thêm những cái chiếc thau, chiếc rổ nữa để mình có thể rửa rau nè, đựng rau củ nè, hay là mình trộn gỏi nữa đó. Rất là nhiều công năng để mà chúng ta có thể tận dụng món quà ngày hôm nay quý vị ạ. Và chất liệu inox như thế này thì yên tâm rồi quý vị nha, cho nên hãy nhanh nhanh nhấc máy lên và đặt hàng ngay đi quý vị ơi, để có thể sở hữu sản phẩm chính và còn có cả sản phẩm quà tặng của chúng tôi nữa. Thưa quý vị, và khi mà chúng ta cần phải có những cái món hầm mỗi ngày là đôi khi mình cũng lo lắng là nó mất khá nhiều thời gian, hoặc là chúng ta không biết làm như thế nào để mà chủ động hơn trong việc là chúng ta sẽ có ngay những cái món hầm thiệt là thơm ngon và chất dinh dưỡng, thì bây giờ với sự hỗ trợ từ chiếc nồi hầm chậm đến từ thương hiệu Happy, quý vị sẽ yên tâm hơn khi mà chúng ta có thể thực hiện được nhiều món hầm mỗi ngày đấy như Nguyễn à. Với chế độ 2 là từ 2 đến 3 tiếng nè, chế độ lâu là từ 4 đến 6 tiếng. Sau một thời gian chúng ta quay đi ra bên ngoài nha, mình làm những công việc khác, mình quay trở lại, thực phẩm đã chín rồi. Chúng ta có thể là nấu cháo dinh dưỡng nè, làm những cái món như là gà hầm với nhân sâm nè, rồi vịt hầm với lại thuốc bắc nè, hoặc là những cái món như là bò kho, cà ri nữa. Rất là nhiều món ăn thơm ngon quý vị nha. Trẻ nhỏ của nhà mình thích mê luôn. Đúng và rồi. Cả người lớn tuổi nữa, hoặc là đôi khi những đấng mày râu mà thường xuyên làm việc căng thẳng đó như Nguyễn, cũng có thể là tự mình thưởng thức ngay và tự mình là chuẩn bị những cái món hầm mà mình yêu thích luôn đó. Đúng rồi đó, mà như Nguyễn thấy là với một nút công tắc như vậy thôi, rất là đơn giản trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Đôi khi mình đi làm về mệt đó Tú Trinh, mình chỉ cần là bỏ tất cả những thực phẩm nguyên liệu vào trong nồi thôi, vặn một nút, sau đó là mình có thể nghỉ ngơi, đến lúc tỉnh dậy là đã có món ăn thơm ngon cho chính mình và cho các thành viên thân yêu trong gia đình của mình rồi. Rất là tiện lợi phải không ạ? Tiết kiệm được thời gian nè, mà còn tiết kiệm được công sức của người nấu nữa đó quý vị. Và chúng ta có thể chăm sóc cho những người thân yêu của mình một cách yên tâm nhất, bởi vì với chất liệu ceramic thì mình hoàn toàn yên tâm khi mà mình hầm, mình nấu thực phẩm trong cái thời gian lâu luôn quý vị nha. Mà thay vì sử dụng bếp điện từ thì mình sẽ tốn rất là nhiều điện năng, thì bây giờ với chiếc nồi hầm này vừa nhỏ gọn mà lại vừa tiện ích nữa, hãy nhanh tay nhấc máy lên và đặt hàng ngay đi quý vị ơi, để chăm sóc cho ông bà cha mẹ và tất cả những thành viên thân yêu trong gia đình của mình. Và với chiếc nồi hầm chậm của thương hiệu Happy ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng nó phù hợp cho mọi không gian bếp đúng không ạ? Quý vị sở hữu ngay được nhận tặng thêm đến 2 thau inox và 2 rổ inox với kích thước lớn nữa. Số lượng quà tặng có hạn, hãy nhanh chóng sở hữu ngay quý vị ơi. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị chiếc nồi hầm chậm Happy, có nhiều chế độ nấu phù hợp với từng loại thực phẩm. Chúng ta có thể làm các món hầm, các món tiềm nè, hay là nấu các món súp, rồi còn có thể nấu chè, nấu cháo với chiếc nồi này nữa. Và đồng thời còn có thể làm luôn được cả các món luộc luôn quý vị nha, mà giữ nguyên được hương vị thơm ngon và chất dinh dưỡng. Và với nồi hầm chậm của thương hiệu Happy, quý vị sở hữu sản phẩm này với chế độ bảo hành là 12 tháng trên toàn quốc quý vị nha. Dung tích của nồi là 2 lít nè, công suất hoạt động rất là tiết kiệm điện nha quý vị, 160W là thôi. Có lòng nồi và nắp nồi được làm hoàn toàn bằng sứ ceramic luôn, cho nên giữ nhiệt rất là lâu, giúp thực phẩm lúc nào cũng luôn nóng hổi cả. Vỏ nồi được làm bằng thép không gỉ, có màu sắc rất là sang trọng và đẹp mắt các chị em ạ, giúp cho mình là nấu được món ăn nhanh chóng hơn, tiết kiệm hơn và đơn giản hơn trong quá trình sử dụng.
Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị ơi, không biết là ngày hôm nay quý vị đã có những cái món ăn nào cho cả nhà của mình rồi. Có những cái món hầm thiệt là thơm ngon chứ ạ. Như Nguyễn có biết không, những cái món hầm bao giờ cũng là những món ăn mà rất là nhiều người lựa chọn nha. Khi mà chúng ta cần phải cung cấp chất dinh dưỡng từ thực phẩm vào bên trong cơ thể của mình, những món hầm thơm ngon, chất dinh dưỡng không bị mất đi, giúp cho mình là khi ăn vào thì sẽ nhanh chóng phục hồi sức khỏe, đúng không quý vị? Vậy thì ngày hôm nay với dòng sản phẩm nổi bật đó chính là chiếc nồi hầm chậm đến từ thương hiệu Happy, thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có ngay những cái món hầm thiệt là thơm ngon, đồng thời sử dụng vô cùng đơn giản luôn. Quý vị và Như Nguyễn hãy cùng nhìn xem nha, mình chỉ có một nút vặn duy nhất mà thôi. Với nhiều chế độ cho mình dễ dàng sử dụng nè. Khi mà chúng ta nấu ăn với chế độ đó chính là nút low là từ 4 đến 6 tiếng, hoặc là khi mà chúng ta chuyển sang chế độ nút 2 đó chính là từ 2 cho đến 3 tiếng. Và quý vị yên tâm một điều rằng là khi mà thực phẩm đã chín rồi sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm với nút warm, để quý vị chúng ta yên tâm là lúc nào thực phẩm ở trong lòng nồi cũng sẽ nóng lâu cả. Vỏ nồi của chúng ta được làm bằng chất liệu là thép không gỉ quý vị nha, thiết kế đẹp mắt màu trắng sang trọng luôn nha. Đúng hai rồi. Tay cầm cách nhiệt hai bên luôn. Đặc biệt hơn là ngay bây giờ là Như Nguyễn à, khi mà chúng ta cùng quan sát kỹ hơn về các phần nắp nồi và các phần lòng nồi được làm hoàn toàn bằng chất liệu đó chính là sứ ceramic nha quý vị. Mà chất liệu sứ ceramic thì không chỉ là đẹp mắt đâu, mà bên cạnh đó lại còn cực kỳ an toàn nữa, không ra ten, không gỉ sét trong suốt quá trình mà chúng ta sử dụng, đồng thời lại còn giữ nhiệt rất là lâu, giúp thực phẩm của nhà mình là luôn luôn nóng sau khi nấu đó Như Nguyễn à. Thế nên sau này sẽ có, đó chính là một thí nghiệm tiếp theo cho quý vị sẽ cùng theo dõi nha. Trinh sẽ lấy trọ chính là chiếc lòng nồi bằng sứ ceramic này và chưa có nắp nha quý vị, và sẽ đặt lên một cái cân bên cạnh ở đây đây. Quý vị hãy cùng nhìn xem nha, trọng lượng của lòng nồi hồng chậm Happy bằng chất liệu là sứ ceramic sẽ có trọng lượng đó chính là khoảng tương đương hơn 1,6 kg. Với trọng lượng này thì quý vị yên tâm rằng là cùng với dung tích là 2 lít nữa, mình có thể là thực hiện được nhiều món hầm cùng một lúc luôn, đồng thời là nó giữ nhiệt rất là lâu, giúp thực phẩm của nhà mình lúc nào cũng sẽ nóng lâu sau khi nấu. Do đó thì khi mà chúng ta quay trở lại rồi, mình bỏ thực phẩm vào bên trong, mình khởi động nút vặn điều chỉnh nhiệt độ lên thôi là mình sẽ yên tâm, sẽ luôn luôn có được những món hầm thiệt là thơm ngon nha quý vị. Và quý vị ơi, chúng ta đã ấn tượng về trọng lượng của chiếc nồi này rồi nè, rồi đúng chưa rồi. Kể là chất liệu nữa là chất liệu ceramic, nhưng mà có một điều nữa mà chúng ta cũng có thể nên cộng điểm thêm cho chiếc nồi này đó Tú Trinh, đó chính là về công suất. Công suất của chiếc nồi này thì tầm khoảng là 160W mà thôi. Đó, khi mà chúng ta sử dụng như vậy, quý vị hình dung là khi mà chúng ta sử dụng một chiếc bếp điện đi, chúng ta chỉ cần bật công tắc, để một cái nồi inox lên trên mà chúng ta hầm một cái món ăn gì trong thời gian dài là một tiếng đồng hồ mất khoảng tầm 2000W rồi. Trong khi chiếc nồi này thì chúng ta chỉ có tốn 160W thôi. Như vậy thì chiếc cái bếp kia nó sẽ gấp cỡ 10 lần luôn cả chiếc nồi này nữa Tú Trinh. Trong khi chiếc nồi này thì chúng ta có thể chọn chế độ là 2 thì từ 2 đến 3 tiếng thôi đúng không? Lâu thì 4 tới 6 tiếng thôi là đã có những cái món hầm thơm ngon rồi đây nè. Đó, món hầm thơm ngon mà Như Nguyễn nói đây chẳng hạn như là món gà hầm sâm nè. Nguyễn có biết không, cái món này rất là bổ dưỡng nha. Và Trinh nghĩ rằng là đối với những người lớn tuổi như là ông bà cha mẹ của nhà mình nè, mà có được cái món như là gà hầm sâm cùng với là những loại nấm giàu dinh dưỡng như vậy nữa, thì quý vị sẽ thấy được rằng là khi mà chúng ta ăn vào nó sẽ rất là tốt cho cơ thể của mình quý vị nha. Với nồi hầm chậm của chúng ta, với chất liệu lòng nồi là hoàn toàn bằng sứ ceramic luôn, nên khi mà chúng ta chọn chế độ nào, quý vị cũng nhìn thấy đó chính là những cái món ăn là nó mềm nhừ như thế này đây. Nó rất là hấp dẫn nha quý vị. Mà món hầm á thì quý vị nhìn xem nha, thực phẩm của nhà mình đó nha là chất dinh dưỡng được đảm bảo và được giữ nguyên luôn. Do đó thì khi mà chúng ta ăn vào nó sẽ nhanh chóng giúp cho mình phục hồi sức khỏe nè, nâng cao sức lực của mình và còn tăng cường sức đề kháng nữa. Đối với những chị em phụ nữ mang thai nè, đối với những ai mà chúng ta thường xuyên làm việc căng thẳng kéo dài đó Như Nguyễn à, thì khi mà chúng ta có được sản phẩm là nồi hầm chậm này nè, mình cứ thoải mái lên thực đơn và từ đó mình thực hiện thêm những cái món hầm thiệt là thơm ngon dành đến cho cả nhà của mình luôn. Và quý vị yên tâm nha, thực phẩm sau khi đã chín rồi sẽ tự động là chuyển sang chế độ giữ ấm với nút warm luôn, cho nên lúc nào cũng sẽ nóng lâu sau khi nấu cả. Đúng rồi đó, nghe Tú Trinh giới thiệu thì rất là hấp dẫn luôn quý vị ạ. Và những cái món hầm như thế này là những cái thói quen trong ăn uống của người Nhật nè, người Hàn Quốc và cả người Việt Nam của chúng ta nữa. Tại vì từ xưa đến nay thì mình thưởng thức rất là nhiều những cái món hầm. Ví dụ như mình có gà hầm thuốc bắc nè, rồi gà tiềm với các loại thảo mộc nữa đúng không Tú Trinh? Rồi ốc heo tiềm, hay là mình có thể làm một cái món bò kho nữa. Mà Tú Trinh biết không, với chất liệu là ceramic từ chiếc nồi này, cho nên khi mà mình sử dụng những cái món hầm mà món kho mà nó có màu sắc đậm gia vị á, thì mình cũng yên tâm nha là không có bị mà bám màu đâu, và cũng không có bị ảnh hưởng bởi cái màu thực phẩm như vậy nữa. Mà chất lượng của món ăn thì vẫn được đảm bảo, những cái dinh dưỡng trong món ăn thì sẽ luôn luôn được giữ khi mà mình sử dụng với cái nồi hầm này đây Tú Trinh nè. Hôm nay thì Như Nguyễn có một cái món bò kho đây, Tú Trinh có thấy hấp dẫn không nào? Rất là hấp dẫn luôn nha. Trinh thấy rằng là nó không chỉ là có những cái tảng thịt bò khá là lớn đâu, bên cạnh đó là mình còn hầm thêm những cái loại đậu ở bên trong nè, mà vẫn là hầm nhừ được quý vị nha. Nên quý vị có thể yên tâm một điều rằng là buổi sáng đó như quý vị, mình cho thực phẩm vào bên trong, mình chọn chế độ là nấu lâu đi từ 4 đến 6 tiếng ha. Buổi trưa mình đi làm trở về nhà là mình có được một cái nồi bò kho
kho nè, hay là một cái nồi thịt hầm, rồi cả một cái nồi cà ri hay là những cái món hầm khác nữa. Và như vậy là quý vị sẽ không cần phải mất nhiều thời gian trong quá trình mà chúng ta là phải canh trở thực phẩm tới lui nhiều lần quý vị nha. Wow. Rất là hấp dẫn luôn đó Tú Trinh. Mà như Nguyễn thấy á, là với chiếc nồi này là thì nó sẽ luôn giữ ấm cái món ăn của mình. Đúng ăn rồi. Những cái món nóng sẽ rất là tốt cho bao tử đúng không nè. Mà tốt cho các thành viên trong gia đình của mình nữa đó quý vị à. Khi mà trong nhà của mình có những người già nè, những người lớn tuổi á, chúng ta rất cần ăn những cái món mà được ninh hầm mà đã mềm rồi. Hay là trong nhà mà có những trẻ nhỏ thì cũng cần là phải nấu những cái món súp, những cái món cháo nữa. Thì đây là một cái chiếc nồi rất là tiện dụng luôn, mà tiết kiệm được thời gian. Wow, chưa gì là Tú Trinh đã bắt đầu thưởng thức món ăn rồi đó quý vị. Đúng với rồi. Chiếc nồi này chắc là kìm lòng không nổi rồi đúng không? Nóng hổi như miệng nha. Bên cạnh đó là nó mềm như từng hạt đậu luôn đó quý vị. Và chúng ta thể là thưởng thức những món nóng như thế này thì lúc nào mình cũng ăn cơm rất là ngon quý vị ơi. Đúng rồi, chính xác luôn đó quý vị ơi. Và chúng ta còn có thể làm nhiều món khác nhau từ chiếc nồi này nữa. Thậm chí là mình có thể nấu chè hay là làm món luộc luôn đó nha Tú Trinh nha. Với cái chiếc nồi ngày hôm nay đây, như Nguyễn thấy là cùng một lúc mình có thể chăm sóc được cho gia đình. Ví dụ như hôm nay Tú Trinh đi làm về, tan ca về tới nhà là 6 giờ rồi đúng không? Đúng cái rồi. Bắt đầu mình bắt cái nồi này lên, mình chọn chế độ 2 cho thiệt là nhanh, và sau đó mình có thể làm nhiều cái việc khác. Ví dụ như là mình dọn dẹp nhà cửa nè, mình chăm sóc cho con cái. Nhưng mà sau đó thì mình vẫn có thể trở lại và món ăn của mình đã hoàn thành rồi đây. Đó, khi mà như Nguyễn vừa nói món ăn hoàn thành thì bây giờ đã nóng hổi luôn rồi. Mình có thể chúng ta đổi món ngay bây giờ nha quý vị. Là mình sẽ có đó chính là những cái món như là thịt kho trứng nè. Chúng ta nấu một nồi canh khổ qua hầm phải không như Nguyễn ha. Và với nồi hầm chậm của chúng ta thì quý vị yên tâm nha. Thực phẩm chín rồi sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm, kết hợp cùng với lòng nồi là bằng sứ ceramic nữa, cho nên rất là an toàn, không ra ten, không gỉ sét, không có hóa chất độc hại trong suốt quá trình mà chúng ta hầm nhiều tiếng như vậy, mà đồng thời thực phẩm vẫn nóng lâu như thế này nè. Và quý vị sẽ không mất nhiều thời gian trong quá trình mà chúng ta sử dụng, cũng như là những công đoạn chế biến cũng rất là đơn giản quý vị nha. Quý vị hãy cùng nhìn xem một lần nữa ở đây nha. Có chiếc nồi hầm chậm của thương hiệu Happy, dung tích là 2 lít nè, thiết kế rất là nhỏ gọn luôn mà lại còn dễ dàng sử dụng nữa, giúp cho mình có thể là yên tâm thực hiện được rất là nhiều những món hầm mỗi ngày luôn đó. Còn mức giá thì sao như Nguyễn ơi? Mức giá cũng cực kỳ hấp dẫn luôn đó. Đúng quý vị rồi. Ơi là chúng ta đã có thể sở hữu một chiếc nồi hầm chậm đến từ thương hiệu Happy này rồi, với chất liệu ceramic an toàn cho sức khỏe như vậy. Và bên cạnh đó chúng ta còn có quà tặng nữa quý vị nha. Quý vị có thể theo dõi là chúng ta có đến 4 món quà tặng với 2 chiếc thau nè đường kính 24-28cm cùng với 2 chiếc rổ đường kính 24-28cm nữa. Những chiếc thau với công dụng của nó thì trong nhà mình là cực kỳ tiện lợi rồi đúng không quý vị? Chúng ta có thể là rửa rau quả nè, chúng ta có thể là sơ chế những cái món ăn, hay là chúng ta có thể trộn gỏi với những chiếc thau, những cái chiếc rổ như thế này luôn. Mà bên cạnh đó chị Nguyễn thấy là nhiều khi mà ở nhà mà các chị em phụ nữ hay là mẹ và con thích ăn vặt Tú Trinh, thì với những cái món quà tặng này của mình cũng có thể trộn bánh tráng ở đây luôn á, mà mình rất là yên tâm bởi vì inox mà không có ra ten, không có rỉ sét, cho nên là mình có hoàn toàn thoải mái sử dụng cái sản phẩm này nha. Từ sản phẩm chính cho đến sản phẩm quà tặng thì đều bảo đảm sức khỏe cho các thành viên trong gia đình của mình. Đúng đó rồi, mời như Nguyễn sẽ cầm cùng với Trinh nha. Đó chính là đây là mình sẽ có 2 chiếc rổ, bên đây là chúng ta có 2 chiếc thau, và kích thước lớn lần lượt là 24 và cả 28cm nha quý vị. Nên là khi mà chúng ta kết hợp bộ thau rổ này vào nè, mình có thể là chúng ta rửa rau củ quả nè, chúng ta trộn mì trộn nuôi, sơ chế rất là nhanh chóng, và chúng ta cho vào bên trong nồi hầm chậm Happy, từ đó là mình thực hiện thêm những món ăn khác nữa quý vị nha. Số lượng quà tặng rất là có hạn và chỉ áp dụng trong chương trình này mà thôi. Đang ngay bây giờ quý vị ơi đừng rời mắt khỏi màn hình TV của nhà mình nha. Hãy tiếp tục theo dõi chương trình này và nhanh chóng sở hữu ngay nồi hầm chậm của thương hiệu Happy. Thưa quý vị, chúng ta vẫn luôn mong muốn là chăm sóc cho các thành viên trong gia đình của mình, tuy nhiên là thời gian thì lại không cho phép. Vậy thì hãy lựa chọn một sản phẩm thông minh. Chiếc nồi hầm chậm đến từ thương hiệu Happy này sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, khi mà chỉ cần cho những nguyên liệu vào trong chiếc nồi này thôi, rồi chọn nút low hoặc là high tùy theo thời gian của chúng ta cần thiết. Và ngay sau đó chúng ta quay lại là đã có thêm một món ăn thơm ngon rồi. Với chiếc nồi này thì chúng ta có thể yên tâm là nấu được những món hầm nè, những món cháo, những món súp, hay là cả nấu chè nữa đó quý vị ạ. Và chúng ta còn có thể làm món luộc với lại cái chiếc nồi này luôn nha, để mà có thể chăm sóc cho các thành viên trong gia đình của mình. Cho dù là gia đình có những trẻ nhỏ là cần ăn những cái món mềm, những món nhừ, thì chúng ta cũng có thể thoải mái nấu với chiếc nồi này. Hay là trong nhà mình mà có những người lớn tuổi ở Tú Trinh thì chúng ta cũng có thể là nấu bằng chiếc nồi này luôn, để cho người lớn có thể thoải mái thưởng thức những cái món ăn đã được ninh nhừ hầm rồi mà vẫn có thể bảo đảm được chất dinh dưỡng. Thậm chí là các quý ông của mình cũng có thể vào bếp cùng với chiếc nồi này luôn đó Tú Trinh ạ. Mà thoải mái thời gian bỏ nguyên liệu vào xong là có thể đi nghỉ ngơi, một lát quay lại là có thể thưởng thức món ăn rồi. Và đôi khi là chúng ta thấy rằng trước giờ là mình thực hiện những cái món hầm, nhiều khi mình ngại là sẽ hơi mất thời gian phải không như Nguyễn ha, hoặc là khó khăn trong quá trình sử dụng,
Nhưng mà bây giờ thì quý vị thấy đó, có nồi hầm chậm của thương hiệu Happy đặc biệt ấn tượng ở đây đó chính là lòng nồi và cả nắp nồi là bằng chất liệu sứ ceramic nha quý vị. Mà chất liệu này là chất liệu vô cùng an toàn luôn, không hề ra ten, không hề kiểm soát và không sản sinh ra bất kỳ hóa chất độc hại nào trong suốt quá trình mà chúng ta thực hiện những cái món hầm như vậy. Bởi vì món hầm là chúng ta phải nấu nhiều giờ liền, phải không Như Nguyễn ha? Với chất liệu là sứ ceramic như thế này đây, nó giữ nóng thực phẩm lâu nè, chất dinh dưỡng không bị mất đi, chúng ta lúc nào cũng có những cái món hầm mà nó luôn luôn nóng hổi như vậy, kích thích vị giác của tất cả mọi thành viên trong gia đình của mình luôn. Quý vị sở hữu ngay nồi hầm chậm của thương hiệu Happy, nhận tặng thêm 2 thau 2 rổ inox quý vị nha. Số lượng quà tặng có hạn, hãy nhanh chóng sở hữu ngay. Hãy nhanh tay sở hữu ngay sản phẩm ngày hôm nay quý vị ạ, để mà chúng ta có được một chiếc nồi hầm chậm đến từ thương hiệu Happy và giúp mình có thể nấu được nhiều loại thực phẩm khác nhau với nhiều chế độ nấu. Chúng ta có thể làm các món hầm, món tiềm nè, các món súp nữa, hay là nấu chè, nấu cháo cho các thành viên trong gia đình của mình. Và yên tâm, các món luộc cũng có thể nấu được bằng chiếc nồi này luôn mà vẫn giữ nguyên được hương vị thơm ngon và chất dinh dưỡng. Và với nồi hầm chậm của thương hiệu Happy, quý vị sở hữu dòng sản phẩm này với chế độ bảo hành là 12 tháng trên toàn quốc. Dung tích của nồi là 2 lít quý vị nha. Công suất hoạt động là 160W luôn. Có lòng nồi và nắp nồi được làm bằng sứ ceramic, chất liệu rất là an toàn và còn giữ nhiệt lâu nữa. Vỏ nồi được làm bằng thép không gỉ với màu sắc sang trọng quý vị ạ. Vừa nhanh chóng khi chúng ta nấu ăn nè, vừa tiết kiệm thời gian mà lại còn đơn giản khi sử dụng nữa. Sở hữu ngay nồi hầm chậm Happy, giá cũ 599.000 đồng, mức giá mới ưu đãi hơn 559.000 đồng với quà tặng hấp dẫn 2 thau inox 24 và 28 cm và 2 rổ inox 24 và 28 cm. Cơ hội hấp dẫn chỉ có ngay hôm nay. Chào mừng quý vị trở lại với Phim Trường cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Và ngày hôm nay, sản phẩm mà Như Nguyễn và Tú Trinh mang đến cho quý vị đó chính là chiếc nồi hầm chậm đến từ thương hiệu Happy. Nghe tên thôi là đã thấy có niềm vui cho những người yêu thích công việc nội trợ rồi đó Tú Trinh. Và quý vị ơi, ngày hôm nay là chiếc nồi của chúng ta có dung tích 2 lít với công suất là 160W mà thôi, chúng ta có thể tiết kiệm được điện năng quý vị nha. Nhưng mà mình có thể nấu được nhiều món ăn khác nhau nè, từ những món hầm, món súp, món cháo hay là cả mình nấu chè, mình luộc luôn. Mình làm những cái món luộc cũng vẫn rất ngon với chiếc nồi này luôn quý vị ạ. Mà lại tiết kiệm được thời gian của mình nữa, khi mà chỉ có với một nút thôi là chúng ta có thể điều khiển được rồi, để nguyên liệu vào đó, để thức ăn vào đó và chúng ta có thể làm một việc khác nữa một lát sau quay lại. Như vậy thì rất là tiện lợi cho những người thích công việc nội trợ bây giờ, đúng không nào? Đúng rồi Nguyễn ơi, và với việc là chúng ta có chế độ bảo hành là 12 tháng nữa nên mình sẽ rất là an tâm khi sử dụng nha. Đồng thời quý vị nhìn xem, mình sẽ có ngay là 1, 2, 3, 4 quà tặng bao gồm 2 thau và 2 rổ inox với kích thước lớn luôn để mình thoải mái là sơ chế thực phẩm nè, trộn gỏi nè, rồi chúng ta có thể là rửa rau củ quả rất là thoải mái trước khi mình đem bỏ vào bên trong chiếc nồi hầm chậm Happy này và thực hiện những cái món hầm thiệt là thơm ngon quý vị nha. Sản phẩm của nhà mình đó quý vị, có thiết kế nhỏ gọn và màu sắc sang trọng nữa, phù hợp cho nhiều không gian bếp khác nhau luôn. Và quý vị yên tâm rằng là với những gia đình nào mà chúng ta thích ăn những cái món hầm nè, thì việc mình sở hữu ngay chiếc nồi hầm chậm của thương hiệu Happy bảo hành 12 tháng trên toàn quốc rất là lý tưởng đó quý vị. Sử dụng chỉ với một nút bật duy nhất mà thôi quý vị nha. Đó, chúng ta có thể là điều chỉnh nhiều chế độ khác nhau. Chế độ nấu 2 là từ 2 đến 3 tiếng thôi nè. Chế độ lâu là từ 4 đến 6 tiếng quý vị nha. Và khi thực phẩm chín rồi sẽ tự động là chuyển sang chế độ giữ ấm nữa, nên thực phẩm lúc nào cũng sẽ nóng lâu sau khi nấu cả. Vỏ nồi này Như Nguyễn à, là bằng thép không gỉ nha, có màu sắc sang trọng như vậy đây, phù hợp cho nhiều không gian bếp luôn. Có thêm phần chân đế cách nhiệt nữa. Ngoài ra đặc biệt nhất đó quý vị, đó chính là lòng nồi và cả nắp nồi ở đây đều được làm hoàn toàn bằng sứ ceramic. Mà chất liệu sứ ceramic là một chất liệu vô cùng an toàn luôn, khi mà chúng ta làm món hầm nên phải nấu lâu thì nó sẽ không ra ten, không gỉ xét và không hề sản sinh ra hóa chất độc hại đó Như Nguyễn à. Cho nên là chúng ta bỏ thực phẩm vào trong đây, chúng ta hầm trong khoảng thời gian là từ 2 tiếng nè, đến cả 4 tiếng, 5 tiếng và cả 6 tiếng nữa vẫn rất là an tâm trong suốt quá trình mà chúng ta nấu ăn quý vị nha. Trọng lượng của chiếc lòng nồi này cũng rất là nặng nha quý vị, là 1,6 kg hơn luôn. Nên khi mà chúng ta có thể là thực hiện những món ăn thì lúc nào cũng sẽ nóng lâu sau khi nấu cả. Đó, đây là lòng nồi và nắp nồi bằng sứ ceramic hoàn toàn nha. Trình lấy hẳn ra bên ngoài đó quý vị. À và đôi khi Như Nguyễn à, những món hầm á mình nấu xong rồi mình lấy cái lòng nồi này nè, chúng ta đặt ở ngay giữa bàn ăn của nhà mình luôn, cũng vẫn đảm bảo được sự sang trọng đẹp mắt, đồng thời là lúc nào thực phẩm cũng sẽ nóng lâu cả. Quý vị ơi, với những điều mà Tú Trinh vừa chia sẻ thì Như Nguyễn thấy chiếc nồi này rất là tiện dụng đúng cho rồi. Chúng ta đây, một vật dụng thông minh mà mình có thể trang bị cho không gian bếp của nhà mình. Mà Như Nguyễn nghĩ đến cái việc là buổi tối á Tú Trinh, sau khi mà mình đã đi chợ, đi siêu thị về rồi, mình làm một cái món ăn, mình để mình hầm ở đó, sáng hôm sau thức dậy là mình đã có ngay một cái món ngon cho gia đình của mình rồi, và bữa sáng đã sẵn sàng đúng không Tú Trinh? Mà không có phải cực khổ cho
cho các chị em phụ nữ là phải thức dậy từ quá sớm rồi Tú Trinh ạ. Đó, và buổi tối hôm trước thì mình đã chuẩn bị là món bò kho chẳng hạn. Ở đây là mình có những cái tảng thịt rất là lớn phải không như Nguyễn ha. Thì ngày hôm sau là mình vẫn có thể là chúng ta chủ động khi mà mình có được là những cái món ăn lúc nào cũng nóng hổi cũng thơm ngon. Sau một đêm như vậy từ 4 đến 6 tiếng, quý vị nhìn xem nha. Ồ, tảng thịt này rất là lớn và dày phải không quý vị? Nó khá là lớn thế này nha. Mà mình kiểm tra xem là nó có mềm nhừ hay không để chúng ta có thể là thưởng thức với cả nhà của mình. Và thực phẩm món hầm của chúng ta mà nó mềm nhừ từ trong ra ngoài như vậy đó như Nguyễn à, thì mình sẽ cảm thấy là thoải mái hơn khi mà là chúng ta ăn như thế này. Ồ, đồng thời là nó vẫn mềm nha quý vị, mà ở bên trong nha quý vị, thực phẩm vẫn đảm bảo được đầy đủ chất dinh dưỡng luôn để quý vị chúng ta có thể là yên tâm thưởng thức ngay nè. Từng sợi thịt bò rất là mềm như thế này đây. Đồng thời là chưa kể là cà rốt đi kèm nè, rồi những cái loại nguyên liệu rau củ quả khác nữa, cả một tảng thịt rất là to như thế này quý vị nha. Quý vị ơi, quý vị có biết là khi mà chúng ta nấu những cái món kho như thế này nè, nấu nhiều thời gian thì chúng ta cần đảm bảo được dinh dưỡng vẫn còn lại trong món ăn để mà có thể đảm bảo được là những người ăn cũng có tốt cho sức khỏe nữa. Và với việc mà chúng ta nấu nguyên một cái miếng thịt bò thì chắc chắn là giữ được dinh dưỡng, nhưng mà việc làm sao cho nó mềm nhừ là một cái việc rất là quan trọng. Đó là cái điều mà chiếc nồi này đã mang tới đây. Như vậy thì với những người lớn tuổi trong nhà của mình hay là nhà có trẻ nhỏ mà thưởng thức những cái món ăn đã được ninh nhừ, đã mềm như vậy rồi thì rất là yên tâm đúng không ạ? Chính xác. Và bây giờ thì tiếp theo là mình sẽ có thêm đó chính là món cháo cho trẻ em của nhà mình nữa. Và những cái món cháo như thế này là quý vị, chúng ta có thể là chúng ta đảo đều lên, sau đó là mình có thể là cho thêm những cái loại nguyên liệu khác vào, nó đảm bảo được cái sự đẹp mắt nha quý vị. Mà bên cạnh đó là món ăn của nhà mình luôn luôn nóng hổi nữa, rất là thơm ngon cho cả nhà của mình cùng thưởng thức luôn. Ở đây là mình sẽ có cháo nha quý vị, rồi mình có thể là nấu súp là như Nguyễn ha. Hoặc là chúng ta có thể làm được cả món luộc và cả món hầm, như là cái nấu chè mà hầm nhiều loại đậu cũng rất là dễ dàng luôn đó. Đúng rồi đó, rất là hấp dẫn luôn đó Tú Trinh nè. Như vậy thì mình có thể lo cho các bé nhà mình một cái món cháo thơm ngon rồi, mà không có cần là từ sáng sớm mình dậy mình lọ mọ để mà làm một cái món mà hầm nhừ thiệt mềm về đâu. Mình có thể làm ngay từ buổi tối luôn quý vị, tiết kiệm được thời gian của chúng ta rất nhiều đúng không ạ? Trong lúc mà chờ đợi thì mình có thể ngủ nè, hoặc mình có thể là làm những cái công việc khác nữa. Nhưng Nguyễn thấy là với cái chiếc nồi này thì không chỉ là các chị em phụ nữ đâu Tú Trinh, mà các quý ông cũng có thể vào bếp luôn Tú Trinh à, để làm những cái món ăn này đây. Chỉ cần là bỏ nguyên liệu vào trong nồi rồi bắt đầu là có những cái gia vị nêm nếm là cho vào trong đó hết. Và cùng với những cái món hầm, món cháo thì chúng ta còn có thêm một món chè nữa đó Tú Trinh à. Đúng với chiếc nồi này luôn cũng có thể làm được luôn quý vị nha. Và với dung tích là 2 lít cho nên là mình có thể yên tâm là mình có thể nấu cả một nồi chè cho cả nhà của mình luôn đó Tú Trinh. Đây thì bây giờ là mình sẽ có chè đậu hầm nè như Nguyễn ơi. Ở đây là mình có đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng, đậu ván, tất cả những cái loại đậu khác nhau mà đảm bảo là nó mềm nhừ nha quý vị. Mà bên cạnh đó thì quý vị thấy rằng là chè đậu của chúng ta mà mình bỏ thêm một chút xíu gừng vào nè thì nó vừa có tác dụng đó chính là giải cảm cho cơ thể của mình, đồng thời lại còn rất là thanh nhiệt cho cơ thể của mình nữa. Để quý vị chúng ta có thể là yên tâm mời tất cả những người thân của chúng ta cùng thưởng thức, nhất là những người lớn tuổi đó như Nguyễn à. Và những ngày cuối năm mà thời tiết mà hơi trở lạnh một chút xíu như thế này đây, có một chén chè đậu như thế này thì quả thật rất là hấp dẫn phải không quý vị? Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ngay đó chính là chè đậu nóng hổi như thế này quý vị nha. Cùng với việc là chúng ta nấu ăn ngay cùng với sản phẩm là nồi hầm chậm đến từ thương hiệu Happy, giúp cho mình là nấu ăn nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Đồng thời bên cạnh đó là mình sẽ không còn phải quá lo lắng về cái lượng điện tiêu thụ nữa, bởi vì cực kỳ tiết kiệm điện phải không quý vị? Và ngày hôm nay khi mà quý vị sở hữu ngay sản phẩm là nồi hầm chậm đến từ thương hiệu Happy, bảo hành 12 tháng trên toàn quốc thì mức giá cũng rất là ưu đãi luôn. Với một mức giá chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping thôi khi mà đem đến cho quý vị và các bạn những mức giá ưu đãi như vậy. Và chưa hết đâu, chúng ta còn có thêm quà tặng hấp dẫn nữa quý vị nha. Có được sản phẩm chính là chiếc nồi hầm chậm Happy rồi, chúng ta còn có thêm nữa là 2 chiếc thau inox và 2 chiếc rổ inox với đường kính là 24cm và 28cm, giúp cho mình có thể đựng được rau củ quả nè, mình có thể trộn gỏi hay là mình có thể lúc mà sơ chế mình có thể đựng những cái món ăn khác nhau nữa để chuẩn bị cho cả một cái quá trình nấu nướng của gia đình mình đó. Và bên cạnh đó thì quý vị chúng ta đừng chần chừ nữa nha, đặt hàng ngay bây giờ, một thao tác cực kỳ đơn giản cùng VTV Hyundai Home Shopping. Chọn bộ sản phẩm nồi hầm chậm Happy bảo hành 1 năm, 4 món quà tặng được giao về tận nhà cho mình, miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước. Chăm sóc cho gia đình là điều mà ai cũng mong muốn, thế nhưng làm sao để tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được công sức mà còn tiết kiệm được chi phí của mình nữa? Vậy thì phải có một giải pháp cho chúng ta thôi, đó chính là chiếc nồi hầm chậm đến từ thương hiệu Happy, để giúp mình có thể nấu nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, từ những món hầm, món tiềm, những cái món chè, món cháo tốn nhiều thời gian. Nhưng mà chúng ta chỉ cần bỏ nguyên liệu vào trong chiếc nồi này, chỉ cần chọn nút low hoặc là high để mà chúng ta có được những cái món ăn thơm ngon và vẫn đảm bảo được dinh dưỡng quý vị nha.
Với chiếc nồi này thì lồng nồi và nắp nồi đều được làm bằng sứ ceramic, cho nên mình có thể yên tâm rồi. Sử dụng cho trẻ nhỏ trong gia đình hay là gia đình mà có người lớn tuổi thì mình cũng có thể hoàn toàn yên tâm để chăm sóc sức khỏe cho các thành viên thân yêu này. Bởi vì với chiếc lồng nồi ceramic không ra ten, không rỉ sét thì đảm bảo an toàn cho sức khỏe rồi. Và yên tâm, với những cái món hầm mà nhiều gia vị hay là nhiều màu sắc nữa cũng không có bị mặt bám lại trên cái thành nồi đâu. Chúng ta vừa sử dụng dễ dàng mà lại chùi rửa bảo quản cũng rất là tiện lợi luôn đó Tú Trinh. Và như Nguyễn thấy rằng là khi mà chúng ta có được nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn thì trong khoảng thời gian đó là mình có thể làm được nhiều công việc khác hơn, khoảng như Nguyễn ha. Sau một khoảng thời gian là mình quay trở lại thì với chế độ là high hoặc low thì thực phẩm nó đã chín rồi và tự động chuyển sang chế độ giữ ấm nữa. Mình có thể là mời những người thương của mình nè, chẳng hạn như là bà xã của mình, ông xã của mình, ba mẹ của mình, ông bà của mình và các con nhỏ của nhà mình nữa. Những cái món hầm thiệt là thơm ngon, chất ngọt được đảm bảo mà chất dinh dưỡng lại còn được giữ nguyên ở bên trong thực phẩm quý vị nha. Mình làm những cái món như là vịt hầm cùng với thuốc bắc nè, rồi gà tiềm cùng với thuốc bắc nè. Bên cạnh đó là mình còn có thêm món kết hợp cùng với lại những cái loại nhân sâm thảo dược quý nữa. Và từ đó thì mình sẽ có những cái món ăn đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh ngay tại nhà, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả nhà của mình luôn. Sở hữu ngay nồi hầm chạm của thương hiệu Happy, nhận tặng thêm bộ hai thau và hai đồ inox có kích thước lớn nữa, giao về tận nhà cho quý vị và miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay nồi hầm chạm của thương hiệu Happy, đi kèm với chế độ bảo hành là 12 tháng trên toàn quốc luôn, dung tích là 2 lít quý vị nha, công suất là 160W, tiết kiệm điện. Lòng nồi và nắp nồi được làm hoàn toàn bằng sứ ceramic luôn, chất liệu vô cùng an toàn và còn giữ nhiệt lâu sau khi thực phẩm đã chín nữa chứ. Vỏ nồi được làm bằng thép không gỉ với màu sắc sang trọng, phù hợp cho nhiều không gian bếp, nhanh chóng khi nấu ăn, tiết kiệm thời gian và còn đơn giản khi sử dụng nữa. Sở hữu ngay nồi hầm chậm Happy, giá cũ 599.000 đồng, mức giá mới ưu đãi hơn 559.000 đồng với quà tặng hấp dẫn: hai thau inox 24 và 28cm và hai rổ inox 24 và 28cm. Cơ hội hấp dẫn chỉ có ngay hôm nay. Thời gian mua sắm đang trôi qua rất là nhanh rồi và ngày hôm nay thì cả Trinh và Như Nguyễn đã có được là rất là nhiều những cái món hầm thơm ngon như thế này đây, cùng với sản phẩm đó chính là nồi hầm chậm đến từ thương hiệu Happy quý vị nha. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, đơn giản và dễ dàng sử dụng, giúp cho mình là từ nay thực hiện đầy đủ những cái món hầm ngay tại nhà của mình, hoàn toàn tự tin và còn nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm thời gian đó Như Nguyễn ha. Đúng rồi đó quý vị ơi, và với sản phẩm tiện lợi như thế này thì chúng ta còn có mức giá hấp dẫn nữa. Đúng quý vị rồi. Nha, chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping thôi, cho nên quý vị hãy nhanh tận dụng thời gian này ngay trong chương trình phát sóng ngày hôm nay để có thể sở hữu chiếc nồi hầm chậm này nha quý vị. Mà không chỉ có sản phẩm chính, chúng ta còn có ngay sản phẩm quà tặng nữa là hai thau inox với đường kính là 24-28cm. Chúng ta còn có hai rổ inox 24-28cm luôn quý vị ạ. Như vậy thì có thể yên tâm làm nhiều món ăn thơm ngon trong gia đình của mình rồi đúng không? Đầu tư một lần mà lại có quá nhiều món đang mang về cho nhà của mình luôn quý vị. Khi mà nhận sản phẩm này thì quý vị sẽ kiểm tra đủ nha, đủ chiếc nồi và đủ cả 4 cái, hai cái thau, hai cái rổ nữa là đầy đủ, là chúng ta có thể thanh toán được rồi đó Tú Trinh. Đúng rồi, nên quý vị chúng ta đừng chần chừ nữa nha. Thời gian mua sắm của chúng ta không còn nhiều nữa đâu. Số lượng quà tặng cũng rất là có hạn luôn. Chúc quý vị sẽ luôn luôn có được những cái món hầm thiệt là thơm ngon, nấu ăn nhanh chóng và tiện lợi mỗi ngày cùng với sản phẩm là nồi hộp chậm của thương hiệu Happy. Còn bây giờ thời gian cũng không còn nhiều nữa rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn. Sở hữu ngay nồi hầm chậm Happy, giá cũ 599.000 đồng, mức giá mới ưu đãi hơn 559.000 đồng với quà tặng hấp dẫn: hai thau inox 24 và 28cm và hai rổ inox 24 và 28cm. Cơ hội hấp dẫn chỉ có ngay hôm nay.